Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài Phú Yên thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Giải 8, 38, giải 7, 911, giải 6, 4570, 9370, 4690, giải 5, 3565. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số Đài Phú Yên ngày 26 tháng 10. Giải đặc biệt 826398. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.